Ok, hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với channel của mình. Mình là Tạ Mấy Gấp, thì hôm nay mình sẽ chơi cái map kinh dị, đó chính là Ice the Hero Map. Map này thì mình sẽ chơi chung với lại team của mình. Hôm nay thì tạm thời thiếu một thành viên, để một thành viên này đang bị bận, đó chính là Zombie Gaming. Và team mình sẽ nhận tất cả mọi loại map kinh dị. Mọi người chỉ cần lên Bambay, bấm vào phần tin nhắn và gửi cái map đó cho mình. Team mình sẽ chơi hết và mình sẽ để lại cái tên của người để coi như đó là mình cảm ơn tất cả mọi người. Đủ 150 like và 30 share mình sẽ ra hẳn tập kinh dị tiếp theo luôn. Bắt đầu vô game nào. Chú ý, đây là video không dành cho chúa tể sợ hãi và phụ tổ đau tim. Ok, thì sau khi lịch mở đầu bằng lời chào thì chúng ta sẽ test thử ba chế độ trong cái map này, đó chính là Easy, Normal và Hard. Thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái Easy trước nha mọi người. Toàn đi. Toàn. Hả? Thôi. Tao phát âm vậy á, tao thích he được không? He. Ok. Nó giống như tóc vậy á. Mà tao thích vậy á, rồi sao? Chúng ta đang bắt đầu nha mọi người. Chúng ta đang bắt đầu, tao sẽ kiếm được 12 bạch tiền đầu tiên để thắng cái chế độ dễ này nha. Ok. Cái này bình. Ok. Any else còn gì thêm nữa không? Rồi, phun què. Rồi, chúng ta sẽ đi tìm 12 bạch tiền và sử dụng con mắt này, okay. Sử dụng con mắt để nhìn xung quanh. Ok. Rồi nghe tiếng mở cửa rồi. Chúng mình đã mở cửa rồi một cái mọi người. Ok, bắt đầu đi rồi. What the hell? Ôi, quay quá. Rồi, đóng cửa rồi. Có vẻ là tìm mở cửa mọi người. Rồi, ok, đây là bạch tiền thôi nào. Chia được nha mọi người ơi. Chia ra. Ở chúng tôi sẽ làm gì đây? Chia ra mọi người ơi, ok. Ai lên lầu ai xuống dưới đây, đừng đi chung với nhau trên một cái lầu. Sao ba thằng đi chung một chỗ vậy tụi mày? Dậu. Nè, có chìa khóa rồi nha, Em thấy rồi. Khoan nha, ở trong nhà nha, bây giờ con kia đang ở ngoài, bình tĩnh nha mọi người. Bình tĩnh nha anh em. Anh em nóng vội quá là không tốt đâu nha. Hiện tại chiến dịch đang rất là lớn. Ok, ma này, con ma này ở gần mình. Con ma này ở gần mình. Mỗi lần nó ở gần thì cái đồ vật nó sẽ bị rung. Mở cửa ra con ma nó vô đâu. Nó đang ở chỗ em nên là ai ở chỗ được. Ôi ơi, kinh có thể chạy được, kinh có thể chạy được, có đứng ngay trước mặt luôn. Kinh lên tầng đi, kinh lên tầng đi. Kinh chạy tầng, kinh ơi. Là biến rồi, kinh ơi, biến rồi, cẩn thận. Kinh ơi, đừng để anh em thua nha. Map này nó chơi dành cho tất cả người chơi, nếu như một trong bốn đứa mình sẽ bị bắt á là cái đám sẽ thua hết nha mọi người. Đây là một con map rất là hay luôn nha. Bây giờ khoan, bây giờ sử dụng mắt nha, bây giờ. Cái gì nó vậy? Bây giờ Kinh lên phòng đi Kinh ơi, vô phòng Kinh đóng cửa lại Kinh ơi. Có rồi. Ghế bên em cùng này hay không? Đó. Chạy. Ôi, nó ngoài, đừng ra, nó ngoài luôn. Nó đang ở dưới đầu, Kinh ơi, lụm đầu em. Lụm mấy anh với Kinh ơi. Bây giờ cái nặng cái đó không thể ra ngoài được, nó sẽ làm gì bằng tim quân. Mà què. Thôi, mở cửa là chiến thắng, bây giờ vô cái cửa kia chúng ta sẽ được chiến thắng nha. Đây, chúng ta nghe. Khoan nha. Bảy nha, 12/12 có thể thua được nha, bình tĩnh nha. Còn ngoài nó ba. Không có. Chạy ra luôn. Không có. Chạy ra. Hay quá Kai ơi, thắng rồi. Thắng. Yeah, hay quá. Chúng ta thắng được vòng đầu rồi mọi người ơi. Easy mọi người. Easy luôn anh em. Mặt tôi sáng nhất đêm nay luôn mọi người. Mặt toàn mới là sáng nhất nha. Có nãy thấy kia chỗ luôn, nãy thấy kia chồng mấy hai chỗ trên tay. Da sủa hả? Rồi, ok. Chúng ta sẽ được thành tựu của map dễ nha. Ở đây có tiến trình đàng hoàng nha mọi người. Map này rất là ok và ổn luôn. Đó, easy. Bình nét gì đó. Easy verse. Ừ, bình nét. Bây giờ anh em mình qua normal nè. Rồi, ok, qua normal thì rồi, sẵn sàng. Bây giờ là một đứa chạy xuống dưới, một đứa chạy lên trên nha. Phải chia ra nha. Một đứa lên lầu với anh nha. Một thằng ở dưới nha. Rồi, lên lầu. Em lên lầu. Người chạy nhanh hơn đợi với người kia. Kinh xuống đi. Ta ba người lên lầu hết vậy. À biết. Anh ta lên lầu rồi. Con ma này ở chỗ gần bạn anh em ơi. Anh em ơi, chúng tôi đang bị sự chậm rãi. Ê, chậm rãi hai. Con ma này ở gần. Nó ám mình rồi. Anh em ơi. Ui, sấm sét luôn. Trời ơi, chế độ này không thả bất cứ ai. Đồ đang rung mọi người, mà đang ở trên lầu nha mọi người. Hiện tại con ma đang ở gần mình. Run. Ê, lên cho em. Oh my god, có chìa khóa rồi. Em nhặt chìa khóa rồi. Đang ở dưới lầu hay đang trên lầu em? Đang dưới lầu. Trên lầu. Trên lầu anh không ra được rồi, anh đứng dưới lầu. Đấy. Em phải báo vị trí liền nha, tay mình phải cần báo vị trí cho nhau nha. Cover nhau. Mắt này một đứa thua là cả đám ăn shit hết. Gần. Chậm rãi hai. Con ma này nó ở gần mình, con ma này ở gần mình là nó sẽ làm mình chậm rãi á. Cho xin sử dụng con mắt. Biết đường nào. Đâu nào ok, anh vô với em nè. 5/20. Ê, rút rồi phong, rút hết rồi phong.
Mình đâu có đâu em ơi. À lút rồi. Anh cho anh chút để em rồi, chút để em rồi. Dạ. Quay xuống xuống tầng đi, xuống tầng đi. Ơi quay lại. Gần 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 em ơi, gần em ơi. Ở đâu vậy? Mày đi đâu này? Giúp em, giúp em, giúp em, giúp em. Đi đi anh Toàn, đi anh Toàn. Đi đi. Oh my god. Đi đi hả? Ừ khoan khoan. Mày bắn đầu cái gì? Rồi em ơi, rồi em ơi, khoan em, bình tĩnh em. Con ma nó biến mất được mà. Vào đi, vào đi, nó chút rồi. Sao nó không cho chui được ống khói ta? Cho được ống khói là con ma rồi. Không, con ma một khi nó đang đuổi ai là nó không thấy đâu. Bị đá nó dưới không? Không phải chưa ăn mới lại nó đuổi. Ôi trời. Đuổi á. Ê kìa kìa, kìa kìa thấy. Ôi nó trên lầu kìa, nó trên lầu kìa. Nó kìa, 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 kìa mọi người. Cái gì cho em đi cho em không? Xin à. Rồi. Lấy chung hàng nữa. Ủa, tiếng đâu rồi? Gần gần gần. Em mở. Giờ làm cái gì đó. Không phải được tiến trình gần, tiến trình gì đây? À, chạy thoát con ma khỏi 20 giây. Căng thẳng quá anh em à. Ờ. Nha, mang mất tiêu nha anh em. Mang đồ nha anh em. Kiểu như đang chơi đùa con ma ấy. Thằng tiên này nó cắm chặt hai cái chổi lông nhà. Mất nhà làm gì vậy? Toàn anh Toàn, bây giờ mình chỉ còn ở dưới thôi. Bây giờ cả lũ xuống dưới không? Bây giờ cả lũ phải chạy xuống. Ừ, hồi nãy sao chia ra một đứa xuống dưới đi. Rình kìa. Ui nó kìa, nó ngoài kìa. Ui đi dưới thằng cay kìa. Tao kinh nó tí nè, tí nè. Nó ngay ở ngoài luôn. Oh my god. Oh my god, tao dưới nè. Thằng quay chạy xuống hay quá quay ơi. Hay quá quay. Ê, lội đuổi em, lội đuổi em, lội đuổi em. Vô đi em ơi, vô đi em ơi. Mày chắc không, mày chắc không? Nó đang khu này, nó đang khu này, nó đang chạy đi quay, chạy đi quay, nó đang ở trên này rồi. Rồi, nó mất rồi, nó mất rồi, nó mất rồi, nó biến mất rồi. Chạy vô phòng đi, qua vô phòng đi, quay ơi. Oh my god. Vô phòng sử dụng con mắt nè. Vô chưa? Nè vô 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 phòng, vô phòng, vô phòng, vô phòng. Rồi sử dụng mắt đi. Anh đi bên, em đi bên đi, anh em đi bên đây. Ôi thì nó ngoài kìa trai ơi. Nó kìa, nó kìa. Oh my god. Căng quá. Còn bây giờ anh ơi, bây giờ mình có cách này. Anh Toàn, bây giờ mình đi nhà, mình đi thẳng chéo sang khu kia luôn. Bây giờ là mình không, bây giờ đợi con máy đi xuống dưới, phải con thằng xuống dưới thì nó mới xuống dưới. Anh em mới chạy được. Bây giờ em có cách này này. Bây giờ anh đi đường này đúng không? Ở đường này này nó có cái mà cái đường thông cuối. Là hiện tại nó đang ở cái đường thứ hai. À. Đường giữa của mình đi đến đường cuối. Thôi chạy xuống cầu thang luôn. Mình sử dụng con mắt cho lành em. Được. Giờ sử dụng con mắt đi. Đấy mất rồi, mất rồi. Rồi đây em đi 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 em đi 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 chạy đi chạy. Đi. Đi đi. Đi đường này đi đi, anh có biết đường đâu. Đi đường đấy, xong đi thẳng. Có cốt nhà. Cốt lên trên. Có rồi, có rồi. Nó quay lại luôn. Trời ơi. Ôi đi dưới em, đi dưới em, cây ơi, đi dưới em, ui cây ơi, đi dưới em. Thắt con mày không tha tao vậy, cây mày ơi. Anh Toàn đi đường này, đi đường này. Anh Toàn đi đường này, đi đường này. Mày héo, bố này cao mày. Xe thẳng đường này luôn, đi, xe thẳng đường này luôn, đi đi. Gần kìa em ơi, gần kìa, anh không dám đi em ơi. Anh phải xe thẳng luôn. Không, em đứng ở đó đi, để sử dụng con mắt cây. Thấy em cặp hai cái chổi không? Ê, là biến mất rồi anh Toàn, đi đi anh Toàn. Đi luôn là biến mất rồi. Cầm chổi rồi mày ra, mày làm ra xô, đi thẳng đường này. Mình xưa chết đi. Đi đi. Có chuyện nghe chân, có chuyện nghe, có chuyện nghe, có chuyện nghe, có chuyện nghe, có chuyện nghe. Hay quá. Đây em. Thấy chưa nhặt, thấy chưa? Chưa, chưa, chỗ này chưa nhặt, chỗ này chưa nhặt. 17 ơi, 17 ơi. Chỗ này chưa nhặt, còn đằng sau nữa mình chưa nhặt, mình chưa nhặt. Còn đằng sau là. Ở dưới. Ở đây có một cái nữa này. Thằng kia nó làm nó mất rồi. Ở dưới cái này. Rồi, 19. Tao tao một con. Gần. Vô vô vô. Nó ngay chỗ em này á. Nó này chứ mày. Ui giời ơi, má ơi, xém thua. Chết tên con gái nha. Đừng ra nha, đừng ra. Đừng ra, má xém thua luôn. Hồi nãy mà chạy ra là thua liền. Thang nhá, xong anh quên nhá. Từ từ nó chưa đi đâu, em nó chưa đi đâu. Đợi nó chưa đi. Nó đi ra, nó đi ra đường bên kia rồi, ra đường bên này. Nó nói thấy nó đi rồi. Nó đi rồi. Nó đi chưa? Đứa cầu thang. Đứa nhá, đứa nhá. Mắt em, mắt em. Rồi mà. Rồi cầu thang. Rồi nó biến mất luôn rồi. Đi đi. Đi đi đi, anh em mình đi. Rồi, chi phòng ra cây rồi, chi phòng ra. Rồi, đủ rồi. Nhặt rồi. Yo, win. I win it. Hay quá. Anh em mình đúng không? Yeah. Ồ, quá đã. Easy anh em ơi, anh em mẹ. Ồ, anh em đừng xem thường cho lon team MC nha anh em. Chú hề nhưng mà vẫn đích trai anh em. Chú hề nhưng mà vẫn đích trai anh em. Làm hề nhưng mà vẫn thắng nha anh em. Căng quá nè mọi má sợ thì có bị hù cái hư. Chắc bây giờ phải tiến cái chế độ khó. Căng quá. Vậy chửi ta nói nhiều quá. Chữ ra nói nhiều quá, dở rồi. Sử dụng 15 con mắt lộn được 100 bình tiền. Oh my god. Rồi, chúng ta hoàn thành tiến trình I have you gì đó. Ở chế độ tiến độ normal. Nó bước vào chế độ khó. What the hell. Ơi, tao chưa sẵn sàng, tao đang nói chuyện. Chạy anh chơi đi, chạy anh chơi đi, một đứa chạy anh chơi đi. Anh ở giữa cho. Em có thêm 2 cái chỗ nữa. Bây giờ em xuống dưới luôn này. Hay quá, anh trên này cho, anh trên này cho mấy đứa. Đi ra mà đi mấy đứa ơi. Ê, mấy bình tiền nhiều quá. Nè,
cái này không không không. Ôi già, nó đang ở gần chỗ anh. Cẩn thận nhá, kinh ơi, cẩn thận nhá, kinh ơi. Không được, anh em ơi, đừng thua anh em. Chúng ta lập, chúng ta cố gắng hoàn thành cái con mắt này là không thua một dáng nào thôi. Anh em này, anh cố nhặt chìa khóa đi. Xem chìa khóa đâu, chìa khóa nhặt. Ừ, bây giờ anh sử dụng con mắt được chưa? Đừng. Sử dụng hết chưa? Sử dụng hả? Sử dụng chỗ anh luôn, nó ai gần chỗ anh. Nó đi ra cầu thang rồi. Ok, qua hồng cái bên luôn rồi. Rồi, chúng ta chạy thẳng qua luôn. Nào, đầu tiên, hay quá. Quay chung ơi. 17 rồi. Quay chung hoa rồi, kinh rồi. Giờ vô luôn. 18, ê, code nè. Rồi, con trên lầu á. Khoan lên nha, con mai này có chỗ anh, khoan lên nha. Trên lầu. Ở giữa phòng anh á. Nếu phòng ở đây anh sử dụng con mắt. Gần vô phòng đi, vô phòng đi. Ê, sử dụng mắt nè. Ê, kinh ơi này. Ôi, chạy qua nha, sợ. Ok, dùng mắt nha. Dùng mắt đi em. Dùng mắt nha. Hai rồi. Ok. Ê, kinh lên. Oh, Yasu. Hammers, Yasu. Ây da. Thôi quá, chạy được phòng cuối cùng. Ê, 25 rồi. Nắm bịch nữa. Ủa, có chừng nha, mai mất tiêu rồi. Ôi giờ nó dí em kìa, trời ơi, nó đang có ngoài. Trời ơi, xém tui nó, trời ơi. Nó đâu rồi? Nó kìa, nó ngoài kìa. Không ăn nó chết luôn. Không ăn nó chết luôn, nó đi em. Không ăn nó chết luôn, nó đi em. Ôi, đừng, anh quýnh nó được em, anh quýnh nó được á. Mày. Mày đánh nó. Mày tưởng ma mày ngon hả? Ê, ui, biến mất rồi kìa. Đi mất rồi. Rồi, em bỏ cái chỗ mày nè. Vô đây lấy. Rồi. Em đi, đi. Bỏ cái chỗ mày. Hơi quá, vô phòng mày được rồi. Yes. Vậy đây là một cái gọi là cao quá trình anh em ơi. Cao quá trình. Không phải là toàn nhát mà là toàn không thể nào mà ra ngoài xua đuổi con ma được. Nó có cái hiệu ứng làm chậm khá là khó chịu. Và chúng ta không được nhảy nữa mọi người à. Má mày không cho chúng ta nhảy. Hai chín rồi em nhặt. Còn một cái em nhặt nữa, em đợi đợi. Em nhớ là nó ở khu này. Ừ. Rồi con ma này dí ai vậy? Rồi 30. Khoan, bình tĩnh. Để anh quên cho, bây giờ bình tĩnh. Con ma xác định nó đang ở đâu cái đã. Rồi đừng sử dụng. Ê, ma khu kia. Đừng sử dụng nữa. Đừng sử dụng nữa. Rồi, chạy em hai, chạy vậy. Yes. Anh em mình quá đỉnh nha. Quên mất rồi mọi người, khá là dễ mọi người. Rồi, khó kêu. Map này ok. Thấy không? Có anh em mà chúng ta vượt qua map rất là dễ. Trên mình là như cái gì không thể nào làm khó được bộ tứ. Tứ chú hề. Quá dễ anh em ơi. Có đi. Ê, bây giờ để anh nói nha. Bây giờ là tụi mình sẽ chơi tiếp và chúng ta sẽ hoàn thành thêm hai tiến trình nữa, đó chính là sử dụng 30 mắt và lượm 100 túi tiền, chạy đuôi với con ma 50 giây và hoàn thành cái gì trong một chạy với ma 1 phút 30 giây. Chơi không? Mình sẽ chơi ở chế độ khó luôn. Chơi không? Chơi luôn. Rồi, dứt luôn à. 3 2 1. Được, anh em được gai sớm nhá, Anh em chơi nha. Anh em chơi. Được nhà này có còn nhiều. Tại có chìa khóa nha, chúng ta sẽ hoàn thành tiến trình luôn nha. Anh em chúng tôi là không sợ bất cứ cái gì hết nha mọi người. thở quá, những dịp chính tao thở quá. Ok, bình tĩnh nha anh em, bình tĩnh nha, phải bình tĩnh, thật là bình tĩnh nha. Rồi, nó ở ngoài luôn. Chỗ ngoài luôn. Rồi, không ở chỗ em. Ừ, chỗ ngoài luôn. Ơi, sao đi? Vừa lôi vậy? Đừng đi quay ơi, đứng chỗ đi quay. Anh lụm mấy con mắt cho sử dụng. Đây hết rồi hả? Ít quá ta. Thằng má TV đi. Ủa, nó đâu rồi? Đi rồi, lên lầu xuống dưới. Rồi, lên lầu ra. Rồi, hay quá, chạy đuôi không không? Rồi. Ui. À,
anh em bị hù mọi người. Tối nay em gần thằng Kinh, nó đuổi thằng Kinh, thế là thằng Kinh nó đi ra cái đường cho em ấy, thì em ra phát hiện bị bắt rồi. Anh em làm lại, anh em làm lại nha, anh em làm lại nha. Làm lại, làm lại. Ba, xong, xong, xong. Hai, một. Hai, một. Rồi ta sẽ đi xuống dưới lầu, nó không để mình sẽ không ở trên nữa, mình sẽ chạy xuống dưới lầu, mình kiểm tra tầng hầm bên dưới này, sẵn đi tham quan luôn nha mọi người. Mặc dù là mai nhưng mà mình vẫn còn tâm trạng mình đi tham quan cái này cái kia nha. Tài không chừa cái gì hết nha. Ok, em người thấy mùi rồi á. Hello anh John. À, hello anh Hoàng. Này thấy mà đấm vô mặt của ma cho anh nha. Chúng tôi không. Quá đồ phát hết hồn. Anh em làm lại, anh em làm lại ba. Làm lại ba. Anh em mình chết được ba lần đi, tự cái tiến trình gì đó. Thôi nhưng mà làm tiến trình khó chứ đi biết cha. Tiến mới lụm trăm bịch tiền sử dụng tùm lum hết kìa. Anh em mình chưa làm cái đó nữa. Mình sẽ đuôi ở đây trước nha mọi người, mình đang đuôi yếu. Chết cha đã bị xét đồ dưới đây hết rồi, không một bịch tiền nào dưới trong này hết. Rồi rồi rồi, xong luôn, an toàn luôn. Khoan, 100 bịch tiền, hay. Ok, hay lắm. Rồi, bây giờ sử dụng 30 mắt. Bây giờ sử dụng 30 mắt nữa rồi, được không? Chạy đuôi với con ma nữa, 1 phút 30 giây nữa. Con ma nào ở chỗ em, con ma nào ở chỗ em. Nó trên lầu đúng không? Ờ, cái lầu rưỡi, lầu rưỡi. Em còn tôi vậy nữa nhé, vì sao qua ta hên quá, nó tưởng nó dí anh quá, anh sợ quá. Ủa mọi người, mất cái pha này mình tưởng nó dí mình không, mình không có đường nào để mình đi vô luôn đó mọi người, mình còn không có chìa khóa nữa, mình tưởng mình đừng cùng rồi đó. Anh này bây giờ cái chuyện quan trọng là con ma đang ở đâu. Em mới dám chạy qua cái phòng đối diện nè. Mà ở dưới kho, mà ở dưới kho, má nó mới dí tao luôn. Mà ở dưới kho, mà ở dưới kho rồi. Ở dưới hầm. Chạy đi. Kinh ơi. Mắt đây. Rồi. Kinh quá đi rồi. Quá đồ, con ma dùng thuật gì vậy? Con ma dùng thuật gì trời? Kinh ơi, anh mở cửa đây em ơi, anh đợi em vô nè. Rồi, chết cỡ rồi, bị mất rồi. Nó biết mất vậy còn Kinh thôi à. Kinh vô nhà chưa? Kinh cho em ạ. Kinh với em đang đi chung. À, ok. Nó đi ra bạn. Ừ, nó đang ở ngoài kìa, nó đang ở ngoài kìa. Ê, nó đang. Từ đường để em chạy ra. Thằng Kinh căng vậy, chạy đuổi với ma. Chạy Kinh ơi. Còn ngoài. Một bịch tiền nè, ngon nè. Thằng Kinh ở ngoài. Chạy đi Kinh. Thằng Kinh nhìn nó khai căng vậy chứ. Rồi giờ nó chạy. Ma tếu mà, cái bó vô chạy tếu mà. Chú Hề không, chú Hề mà dọa cả ma luôn. Không sợ ma. Sợ thì mình có ma. Run. Ui, cái đầu của ma này, trời ơi, con ma kinh quá. Anh bị sợ. Trời ơi, quan trọng em muốn lên cho An này khóc nè. Nguy hiểm thế nhờ. Em bị Apple Sexy Boy. Ôi, anh đầu của ma chứ mà kinh luôn kìa. Ai Apple Sexy Boy. Oh my god. Rồi, nó đâu nha. Anh đang có lầu rồi. Đây, có một tay này. Tài không sợ. Nói không với mấy nhóc ma. Ồn gì? Quỷ này. Thằng kia ma lần hết hồn rồi. Con ma nó đi ngoài nè. Ừ. Ra cái mặt à. Con ma nó không vào cái. Anh toán ơi, con ma nó không vào phòng này đâu. Thiệt hả? Lụm mắt đi em, con ma không vào. Anh này muốn coi Yasuo đấu với màu nè. Thằng kia nó đang chơi. Con ma không vào được. Con ma không vào được. Vậy giờ con ma tuổi rồi. Tàn hơi quéo nha, tàn hơi quéo. Đang quéo luôn. Ôi, 30 mắt đây mày kìa. Ai kìa. Tao chọn tao. Thằng kia đang gai dũng ma hả? Chào em. Bây giờ cái cuối là gì nhỉ? Dí kìa, ma dí kìa. Ý mẹ rồi. Bây giờ anh em hy sinh đi. Ừ, anh em hy sinh đi nè. Dạ, hy sinh anh em ơi, tiến trình tới đây. Hy sinh vì tổ quốc, cuối cùng mình đồng ý. Bây mà rồi mày đây. Bố mày sợ mày chắc. Bạch gia là mày giết bởi Kinh. Anh em đang đọc mãi, anh em đứng đây đợi, anh em đứng đây đợi. Anh em đứng chơi anh em. Anh em lên, quẩy đi, nhảy đi anh em. Nhảy. Anh em nhảy đi, quẩy. Tăng. Sử dụng mắt vô. Chắc chắn. Yeah, ma nào mà ăn chúng tôi tới đây. Bố chúng tôi không sợ. Đứng đây đợi luôn. Ui ma ơi. Bốn nặng nó sợ không ma. Rồi. Đây bọn tôi hơi nóng nè, đây bọn tôi hơi nóng. Rồi. Yeah. Vũ đông bị lông kìa. Ok, như mọi người đã thấy thì chúng ta đã hoàn thành full tiến trình rồi nha anh em. Con mắt thì thật sự rất là hay luôn á mọi người. Mình chơi rất là má chiều vậy mà nói chung là nó hay lắm, cái gì nó mang là cảm giác sợ chứ mà cảm giác được phiêu lưu. Chứ mà máu hay luôn anh em à. Thì chúng ta đã hoàn thành full tiến trình trong cái map này nha. Và chúng ta hoàn thành được 3 chế độ: dễ, trung bình và khó. Còn gì khó hơn?
mọi người, EB qua Bombay gửi cái con map đáng sợ nhất mà mọi người biết cho team tụi mình chơi, tụi mình sẽ giải quyết hết. Và yêu cầu là cái con map đó phải được sử dụng cho nhiều người chơi, không phải là một người nha. Mọi người đừng quên like share giúp mình. Ở đang chào á, mức dài đây 150 like và 30 share. Mình sẽ ra hẳn tập tiếp theo kinh dị cho mọi người luôn. Và team tụi mình chủ yếu để tấu hài mà mọi người, không phải để chơi nghiêm túc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong phần tiếp theo. Bye bye.